Chính phủ vừa yêu cầu các bộ ban ngành quy định về thủ tục thu nộp tiền xử phạt hành chính qua tài khoản ngân hàng. Quy định này nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn trong thời gian qua. Thời gian gần đây, ùn tắc giao thông diễn ra liên tục và ở mức độ nghiêm trọng, nhất là tại hai thành phố lớn, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Nguyên nhân khiến ùn tắc giao thông gia tăng trong thời gian qua là sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cơ giới cá nhân, đặc biệt là ô tô. Bên cạnh đó, một số tuyến đường ngập úng cục bộ, các công trình trọng điểm đang thi công không lưu thông được. Trong khi đó, việc nộp thu tiền xử phạt giao thông thời gian qua được đánh giá là còn phức tạp, mất thời gian cho người vi phạm khi phải đi lại nhiều lần. Do vậy, chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước phối hợp triển khai thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính qua ngân hàng.